Chibu lại hát fly yếu, quên lời trong buổi họp fan ở Hàn Quốc. Chibu đã tự tin thể hiện ca khúc cho ta gần hơn, nhưng cô lại tiếp tục giọng hát fly yếu và đôi lúc hụt hơi. Tiếp nối Noo Phước Thịnh và Sơn Tùng MTV, cuối tuần qua Chibu đã có buổi họp fan đầu tiên tại xứ sở Kim Chi. Mặc dù số lượng người fan hâm mộ có mặt hạn chế, nhưng Chibu vẫn rất cảm động trước sự ủng hộ và quan tâm của khán giả Việt đang sinh sống ở Hàn. Thậm chí sau khi biết được có những fan đã lặn lội từ rất xa để đến được Seoul, cô nàng đã hứa hẹn mời tất cả fan đi ăn ngay khi chương trình kết thúc. Ngay từ giây phút mở màn, Chibu đã chiêu đãi khán giả bằng tiết mục vừa hát vừa nhảy với ca khúc Em sai rồi anh xin lỗi em đi. Cũng trong buổi họp fan, Chibu đã tiết lộ về tình yêu với nhạc K-pop, trong đó đặc biệt yêu thích hai nhóm nhạc Big Bang và 2NE1. Bên cạnh đó, để cảm ơn tình cảm và những người bạn tại Hàn Quốc đã dành tặng, cô nàng đã thể hiện phiên bản acoustic cho ta gần hơn, thể hiện cả lời Việt lẫn tiếng Hàn. Chibu lại gặp sự cố hát sai nhạc và quên lời. Để có thể hát được tiếng Hàn, Chibu tâm sự, cô đã phải tập luyện rất nhiều lần. Kết thúc fan meeting đầu tiên tại Hàn, Chibu tiếp tục khẳng định sẽ không từ bỏ đam mê ca hát. Thêm vào đó, cô nàng cũng hé lộ thêm về MV thứ tư sẽ lên sóng vào cuối tháng 12 với hình ảnh chất nhạc phong cách hoàn toàn khác với ba sản phẩm trước. Chibu xúc động dành tặng từng fan cái ôm ấm áp. Chibu hào hứng chụp ảnh cùng các fan. Lâm Khánh Chi được bố mẹ tặng quà cưới 500 triệu đồng và căn nhà 7 tỷ. Gần hôn lễ, Lâm Khánh Chi tiết lộ quà cưới bố mẹ ruột dành tặng khiến ai nghe cũng choáng. Thông tin Lâm Khánh Chi lên xe hoa với ông xã kém 8 tuổi nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng suốt thời gian qua. Cô và chồng cho biết đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo cho ngày trọng đại của cuộc đời trong 6 tháng. Mỹ nhân chuyển giới khá chịu chi cho hôn lễ, cô đặt may riêng 3 bộ áo dài và 5 bộ váy cưới. Đến mỗi bộ 5.000 viên pha lê mua từ Cộng hòa Z. Riêng chú rể sẽ diện 5 bộ vest và 2 bộ áo dài truyền thống. Tất cả đều được kỳ công thực hiện và hoàn thành trong 3 tháng. Chi phí cho đồ cưới cô dâu chú rể khoảng 500 triệu đồng. Cô còn tiết lộ thêm rằng vừa được bố mẹ ruột tặng 500 triệu đồng tiền mặt và biệt thự 3 tầng trị giá 7 tỷ đồng tại quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cô đang sống trong căn nhà gia đình tặng. Hồi xưa nhà tôi khó khăn. Năm tôi học lớp 8, kinh tế gia đình chuyển biến tốt hơn. Vật chất với tôi không quá quan trọng, nhưng quà tặng của bậc sinh thành là món ăn tinh thần giá trị. Qua đó có thể thấy mọi người ủng hộ và mong muốn tôi có cuộc sống trọn vẹn viên mãn trong tương lai, Lâm Khánh Chi tâm sự. Về phía nhà chồng, nữ ca sĩ cho hay quà tặng sẽ được hé lộ trong ngày cưới. Nghe phong phanh nhà chồng trong xã tôi một căn nhà riêng tại Vũng Tàu và chuẩn bị tất cả trang sức cưới hỏi. Sau khi lập gia đình tôi vẫn đi hát bình thường vì đó là đam mê đã thấm vào máu không thể nào bỏ được. Và chồng vẫn ủng hộ tôi về điều đó, nữ ca sĩ cho biết. Danh hài Duy Phương thay đổi quyết định sẽ kiện chương trình Soánh Hào Quang. Động thái này của nghệ sĩ hài Duy Phương cũng khẳng định ông không bỏ qua cho việc bị tố bạo hành Lê Giang trên sóng truyền hình. Thời gian qua, ồn ào Lê Giang tố chồng cũ nghệ sĩ hài Duy Phương đánh đập bạo hành, giả mang đến mức vứt xuống cầu thang tại chương trình Soánh Hào Quang, đã làm dậy sóng dư luận. Khi thấy được những lời chia sẻ của Lê Giang trên sóng truyền hình, nghệ sĩ Duy Phương vô cùng bức xúc cho rằng đó là những lời vu oan và bịa đặt. Nghệ sĩ Duy Phương thừa nhận ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sau khi bị Lê Giang tố bạo hành. Theo nghệ sĩ Duy Phương, những chia sẻ của Lê Giang trên sóng truyền hình đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hiện tại của ông. Ngay sau đó, nghệ sĩ Duy Phương đã chính thức làm việc với luật sư để gửi kiện lên đài truyền hình HTV cũng như phía chương trình Soánh Hào Quang. Ngoài ra, ông cho hay sẽ không cần lời xin lỗi từ phía chương trình và kiên quyết khẳng định tôi quyết định sẽ chết tại ủy ban hoặc cơ quan ngôn luận nào đó nếu sự thật không được làm rõ. Tuy nhiên, sau đó, nghệ sĩ Duy Phương lại cho biết ông đang xem xét về vấn đề khởi kiện chương trình vì không muốn Lê Giang liên lụy. Thế nhưng mới đây, nam nghệ sĩ đã khẳng định với truyền thông sẽ gửi đơn kiện đến tòa án trong thời gian gần nhất. Hiện tại tôi đã làm việc với luật sư của mình và mọi thủ tục đã hoàn thiện. Chúng tôi sẽ gửi đơn kiện đến tòa án về vấn đề trên, nghệ sĩ Duy Phương nói. Nghệ sĩ Duy Phương chính thức khởi kiện chương trình Soánh Hào Quang sau khoảng thời gian xem xét. Cách đây vài ngày, người vợ thứ ba của nghệ sĩ Duy Phương cũng cho biết ông đã lên cơn đau tim và đang trong quá trình dưỡng bệnh tại nhà.
Cô cho biết, sau cú sốc từ lời chia sẻ của vợ cũ Lê Giang trên sóng truyền hình, ông xã rất buồn. Cách đây ít hôm, Duy Phương đã vào bệnh viện Chợ Rẫy, được bác sĩ khuyên nhập viện. Nhưng ông muốn được về nhà để nghỉ ngơi, chia sẻ với phóng viên Duy Phương cho biết. Vào tối ngày 8 tháng 12, ông cảm thấy kiệt sức, mắt mờ và tai bên phải ù đặc. Nam danh hài nhanh chóng lên phòng nghỉ ngơi và gọi hai con là Lê Lộc và Duy Phước sang. Bác sĩ đã khám, thực hiện các xét nghiệm cho tôi và truyền nước biển. Bác sĩ đề nghị nằm lại viện theo dõi, nhưng tôi muốn về nhà nghỉ ngơi. Nếu có triệu chứng nguy hiểm thì sẽ nhập viện lại, Duy Phương nói thêm. Hiện Duy Phương đang sống cùng người vợ thứ ba và kinh doanh một quán nhậu ở quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Đo độ nóng bỏng ba người tình của Kim Lý, Hồ Ngọc Hà, Trương Ngọc Ánh và Kiko Chen. Hồ Ngọc Hà, Trương Ngọc Ánh, Kiko Chen là tình cũ và tình mới của Kim Lý. Họ đều là những mỹ nhân Việt sở hữu vẻ ngoài nóng bỏng. Dù khả năng nói tiếng Việt còn hạn chế, nhưng nhiều người phải nể khi Kim Lý có thể cưa đổ những mỹ nhân Việt đình đám như Hồ Ngọc Hà, Kiko Chen, Trương Ngọc Ánh. Khi so sánh ảnh tình cũ, tình mới của Kim Lý, khó có thể phân định ai xinh đẹp và gợi cảm hơn. Kim Lý và Trương Ngọc Ánh. Sau khi đóng chung phim Hương Ga, Kim Lý, Trương Ngọc Ánh dính nghi án phim giả tình thật. Tuy nhiên, cả hai đều im lặng trước tin đồn. Đến năm 2015, Kim Lý công khai tình cảm với nữ diễn viên Trương Ngọc Ánh. Chuyện tình cảm của cặp đôi nhận được rất nhiều sự ủng hộ của fan. Bởi chẳng có gì để ngăn cản cặp đôi đến với nhau. Kim Lý là trai chưa vợ, còn Trương Ngọc Ánh đã ly hôn. Khi yêu, cặp đôi dính như Sam tại sự kiện, dành cho đối phương lời nói có cánh và cử chỉ ngọt ngào. Tưởng rằng chuyện tình này sẽ có cái kết đẹp, thế nhưng cuối cùng họ lại chia tay trong sự ngỡ ngàng và tiếc nuối của nhiều người hâm mộ. Trương Ngọc Ánh phủ nhận tin đồn chia tay do Kim Lý ngoại tình hay người thứ ba xen vào. Lý do cô kết thúc mối quan hệ này là do sự khác biệt về hướng đi trong tương lai. Kim Lý muốn kết hôn sinh con, nhưng Trương Ngọc Ánh chưa sẵn sàng và vẫn muốn phấn đấu cho sự nghiệp. Sau khi đường ai nấy đi, cả hai vẫn là bạn bè và hỗ trợ nhau trong công việc. Trương Ngọc Ánh không hề kém cạnh các mỹ nhân Việt về độ gợi cảm, thậm chí cô còn được đánh giá cao khi sở hữu nét đẹp đầm thắm của gái một con. Kiko Chen và Kim Lý. Nếu như chuyện tình với Trương Ngọc Ánh, Kim Lý thoải mái công khai bao nhiêu, thì với người đẹp Kiko Chen lại trái ngược. Anh bắt đầu cưa cẩm Kiko Chen sau khi chia tay Trương Ngọc Ánh và giữ bí mật với báo giới. Sau khoảng 2 năm theo đuổi, gặp gỡ Kim Lý và Kiko Chen chia tay trong im lặng. Nguyên nhân chia tay được Kiko Chen tiết lộ là cô nhận thấy sự vô tâm, căn bệnh ngôi sao của người yêu. Kiko Chen từng giành ngôi vị Á hậu 4 tại cuộc thi quốc tế. Sau cuộc thi này, cô được mời làm giám đốc quốc gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới Tỏa sáng 2017. Hiện tại người đẹp đang làm MC cho đài truyền hình VTC10. Cũng giống như Trương Ngọc Ánh, Kiko Chen là một mỹ nữ với số đo 3 vòng hoàn hảo, 90, 59 và 91. Ngoài ra, cô nàng còn sở hữu vẻ đẹp lai giữa hai dòng máu Nhật Việt. Trước khi dấn thân showbiz, Kiko Chen từng là một tiếp viên hàng không khoang thương gia. Cô từng nhận được giải thưởng tiếp viên hàng không đẹp nhất châu Á. Kim Lý và Hồ Ngọc Hà, cặp đôi Kim Lý và Hồ Ngọc Hà bén duyên khi đóng chung MV. Dù sau đó Hồ Ngọc Hà không lên tiếng thừa nhận mối quan hệ, nhưng qua hình ảnh cách xưng hô, nhiều người đoán cả hai đang có một chuyện tình đẹp. Kim Lý và Hà Hồ thường cùng nhau đi dự sự kiện, đi du lịch và gặp gỡ gia đình. Nói về độ gợi cảm thì Hồ Ngọc Hà cũng không kém cạnh Kiko Chen và Trương Ngọc Ánh. Nhiều lần nữ hoàng giải trí khiến khán giả choáng ngợp khi phô diễn đường cong cơ thể, lúc diện những bộ đầm bó sát vô cùng lộng lẫy. Nữ hoàng giải trí khoe đường cong hút mắt. Từng bị Duy Phương xiết tài sản khi ly hôn, vợ đầu tiên Hải Lý lại có cuộc sống giàu sang tột bậc. Người vợ đầu tiên của danh hài Duy Phương là Hải Lý, lại có cuộc sống giàu sang sung sướng hơn hẳn chồng cũ sau 24 năm ly hôn. Những ngày qua, câu chuyện của Lê Giang và Duy Phương khiến công chúng không khỏi xôn xao. Thế nhưng nổi bật thị phi là hình ảnh người vợ đầu đáng thương và đầy tự trọng của nam danh hài khi dám đặt bút chấm dứt cuộc hôn nhân không hạnh phúc vì có bóng dáng người thứ ba, đó chính là nữ diễn viên gạo cội Hải Lý. Được biết Hải Lý sống với Duy Phương suốt 18 năm nhưng cả hai không có con chung. Khi bà đề nghị ly hôn, Duy Phương nhất quyết không chịu, thậm chí ông còn làm căng và xiết hết tài sản của cả hai. Thế nhưng người vợ Tào Khang đã chọn cách bỏ lại hết mọi tài sản chỉ để được tự do và thanh thản trong tâm hồn.
Tính đến nay, Hải Lý và Duy Phương đã chia tay vỏn vẹn 24 năm. Kể từ sau khi ly hôn, bà không bao giờ nhắc đến cái tên của chồng cũ hay vợ mới của chồng cũ. Bởi với bà, điều đó là không nên. Nhiều người sẽ hiểu lầm bà mượn danh người cũ để PR. Hải Lý là gương mặt diễn viên truyền hình quen thuộc của khán giả. Bà khá chăm chút ngoại hình, cộng với cuộc sống vô tư nên nhan sắc vẫn mặn mà và được khen trẻ hơn tuổi thật. Nghe tên vợ cũ Duy Phương chắc hẳn ai cũng tò mò. Thế nhưng, nhìn hình sẽ nhận ra ngay Hải Lý là diễn viên quen thuộc trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng như Tường Vi Cánh Mỏng, Gió Nghịch Mùa, Lối Sống Sai Lầm, Chuyện Tình Mùa Thu, Ông Xã Vạn Tuế. Bà chuyên chỉ các vai mẹ chồng khó tính đanh đá hay các vai độc lẳng trên màn ảnh nhỏ. Sau khi ly hôn với Duy Phương, Hải Lý sống độc thân và chăm lo mẹ già gần 100 tuổi. Bà từng chia sẻ rằng tuổi thanh xuân của mình đã dành hẳn cho chồng cũ. Bất kể điều gì xảy ra, bà cũng chăm lo cho Duy Phương chu đáo. Số phận đưa đẩy cả hai gãy cánh giữa đường. Trái hẳn với cuộc sống chật vật khốn khó kiếm tiền từ quán ăn nhỏ và diễn hội chợ của Duy Phương, Hải Lý lại có cuộc sống giàu sang sung sướng. Nếu Duy Phương vẫn phải ở nhà thuê và còng lưng nuôi đàn con thơ, thì Hải Lý lại đang sống trong một căn hộ chung cư sang trọng có giá khoảng 4 tỷ đồng. Không chỉ thế, bà còn có thêm hai căn hộ khác đang cho thuê, tổng giá trị của ba căn hộ này lên đến 8 tỷ đồng. Hải Lý sống trong một căn hộ chung cư sang trọng, ngoài ra bà còn sở hữu thêm hai căn hộ chung cư khác. Nếu không đóng phim, bà thường chăm sóc nhà cửa và nấu ăn. Nữ diễn viên vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại. Bà là một người con chí hiếu khi phụng dưỡng mẹ già 100 tuổi của mình vô cùng tận tình và chu đáo. Mỗi ngày Hải Lý bận rộn với công việc diễn kịch đóng phim của mình, đó là niềm vui và cũng là đam mê của bà. Thời gian rảnh rỗi, bà thường chăm sóc nhà cửa và làm những món ăn ngon cho mẹ ruột của mình thưởng thức. Cuộc sống độc thân đã giúp cho Hải Lý tự chủ hơn mọi chuyện và vô cùng thoải mái trong tâm hồn. Thi thoảng bà cũng hay gặp gỡ bạn bè đi du lịch mà không phải lo nghĩ bất cứ điều gì. Có lẽ chính vì cuộc sống vô tư vô lo mà bà được khen là trẻ trung so với tuổi thật.